Ngay tại Kazakhstan cũng đã diễn ra lễ bế mạc môn thi xạ thủ chiến thuật. Đây là năm thứ hai môn xạ thủ chiến thuật được tổ chức nhằm rèn luyện thử thách kỹ năng tác chiến, chiến thuật của các nhóm chiến đấu với vũ khí cá nhân trong các điều kiện phức tạp. Năm nay, các đội tuyển đã cùng nhau tranh tài ở 4 giai đoạn với 7 bài thi. Kết quả, đội tuyển xạ thủ chiến thuật Kazakhstan đứng ở vị trí thứ nhất, thứ hai là Trung Quốc, Uzbekistan và Nga đồng giải ba và đội tuyển Việt Nam xếp thứ tư. Ở phần thi cá nhân, trung úy quân nhân chuyên nghiệp Vũ Văn Ba đạt danh hiệu xạ thủ bắn nhanh nhất. Nội dung thi hoạt động triển lãm của đội quân văn hóa trong khuôn khổ Army Games 2022 đã diễn ra tại nhà hữu nghị ở thao trường Alabino, ngoại ô thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Hoạt động triển lãm là một trong hai phần thi của đội quân văn hóa tại Army Games 2022. Tham gia tranh tài ở nội dung này có 18 quốc gia. Gian trưng bày của đội quân văn hóa của đội nhân dân Việt Nam giới thiệu chủ đề Di sản văn hóa Việt Nam với không gian được xây dựng theo hướng mở rộng, tiếp cận theo các hướng với màu sắc chính gồm xanh và đỏ. Trung tâm triển lãm là biểu tượng của thủ đô Hà Nội với hình ảnh Khuê Văn Các màu xanh, biểu tượng của sự phát triển và hòa bình. Bốn cột trụ nằm bốn hướng màu đỏ, cách điệu đường cong của trống đồng thể hiện ý chí quật cường của nhân dân Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Theo đánh giá từ ban trọng tài, nhà hữu nghị Việt Nam được thiết kế công phu hiện đại với khối lượng sản phẩm thi công và trưng bày phong phú đa dạng nhiều màu sắc. Đặc biệt trong không gian triển lãm diễn ra nhiều hoạt động tương tác trải nghiệm, tạo nên một Việt Nam độc đáo, đặc sắc, đầy hấp dẫn với bạn bè quốc tế. Tôi rất là thích triển lãm của Việt Nam bởi vì các bạn có rất nhiều các hiện vật khác nhau, chúng rất thú vị. Tôi đã được nếm thử trà xanh của các bạn, nó rất là ngon, và tôi sẽ giới thiệu cho các bạn của tôi để thử chúng, đặc biệt là trải nghiệm làm quạt, nó rất là độc đáo, và tôi sẽ mang nó về nhà để làm kỷ niệm, thực sự là một triển lãm tuyệt vời. Tôi nghĩ Việt Nam là một đất nước rất tuyệt vời và thú vị, với những con người thú vị, ẩm thực Việt Nam rất ngon, trang trí rất đẹp, tôi rất ấn tượng với trà truyền thống của Việt Nam và vị của nó rất ngon. Qua trưng bày sẽ giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về văn hóa đất nước và con người Việt Nam, góp phần vào sự phong phú đa dạng của các nền văn hóa trong nhà hữu nghị tại Army Games năm nay.